Năm 2024, ngành công thương Nghệ An đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 14,58% so với năm 2023, tương ứng 2.750 triệu đô la Mỹ. Thời điểm này, các doanh nghiệp ngành dệt may, nông sản, gỗ đã nhận đơn hàng cho quý 1 và kỳ vọng sẽ tăng tốc trong thời gian tới. Với 5 mã hàng, gần 350.000 sản phẩm xuất đi Mỹ và Hàn Quốc trong quý 1. 300 công nhân công ty cổ phần may Halotexco đang phấn khởi tăng ca, đảm bảo tốc độ sản xuất. So với năm ngoái với năm nay thì đầu năm nay thì lượng hàng vẫn nhiều hơn, thì công nhân vẫn phấn khởi hơn. Đạt chất lượng, thương hiệu quả cầu xanh, sản phẩm của công ty cổ phần nông thủy sản Nghệ An đang được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Chỉ trong nửa tháng đầu năm 2024, công ty đã xuất bán sang thị trường này hơn 3.000 tấn tinh bột sắn, với giá tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Từ cái niên vụ 23-24 thì nó kết nối với nhau và cái giá đã tốt và tăng được khoảng độ 15% so với cái cùng kỳ năm ngoái. Đấy là một cái tín hiệu rất tốt và chúng tôi cũng thu mua được cái giá nguyên liệu là rất tốt cho bà con nông dân. Những ngày đầu năm mới 2024, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng cửa lò cũng khá nhộn nhịp. Đặc biệt, cảng Nghệ Tĩnh đã ký kết hợp tác với hãng tàu SITC, một trong những hãng tàu hàng đầu của Trung Quốc về vận tải biển toàn cầu, khơi thông tuyến vận tải container quốc tế, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Triển khai được 5 chuyến hàng trung chuyển ra vựa Hải Phòng, mỗi chuyến từ 50 đến 100 thùng container. Hàng tàu SITC đã có các cái cam kết với cảng khai thông tuyến quốc tế tại cảng cửa lò. Thì dự kiến ngày 25 tháng 1 này thì hàng tàu sẽ chở 150 thùng container tinh bột sắn của nhà máy Á Châu Hoa Sơn đi Trung Quốc. Đơn hàng xuất khẩu một số ngành hàng chủ lực khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới, đặc biệt những đột phá trong thu hút đầu tư với các dự án FDI lớn dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024 cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An.